Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Giá xe con tay Yamaha Exciter 1/50/2020 mới nhất trong tháng 10 năm 2020 đồng loạt giảm giá bán. Bước sang cái đầu tháng 10 năm 2010, cuộc con tay Exciter tại các lý tiếp tục được bán ra với mức giá giảm xuống mức giá đề xuất. Giảm giá xe máy là một hiện tượng chung với nhiều dòng xe hiện nay tại thị trường Việt Nam. Giá đấu trực tiếp của chiếc Yamaha Exciter 1/50/2010 chính là cái chiếc Winner X 2010 của nhà Honda. Thậm chí có mức giá giảm sâu hơn rất nhiều so với mức giá giảm mạnh nhất, có khi đơn xuống là 10 triệu đồng so với mức giá bán đề xuất từ hãng đưa ra. Nhiều người cho rằng để tăng thêm cái sức cạnh tranh hơn với Honda Winner X thì Yamaha Exciter cũng có mức giá bán phải giảm. Tin khi chúng tôi quan sát một vài thị trường xe máy trong nhiều tháng gần đây cho thấy giá của Exciter 1/50/2020 có vẻ đã hạ nhiệt từ rất lâu. Cái dòng xe con tay của nhà Yamaha không còn tình trạng đổi giá từ khá lâu ở Việt Nam hiện nay. Một số cái tin đồn cũng cho rằng người hâm mộ đang mong chờ cái chiếc Yamaha Exciter lột xác với một phiên bản mới nhất là Exciter 1/55 VA 2021. Nếu mẫu xe này ra mắt sẽ tạo ra một cái sự cạnh tranh tốt hơn so với các cũ trong cùng khúc này. Tuy nhiên, đó chỉ mới là những thông tin đồn đổ thôi. Cái chiếc Yamaha Exciter 1/50/2010 hiện tại được phân phối vẫn là một cái dòng xe con tay chủ lực từ nhãn xuất xe Nhật Bản. Hầu hết các phiên bản của Exciter đều có mức giá bán thấp hơn mức giá đề xuất. Trong đó, phiên bản có mức giá bán thực tế thấp hơn cả triệu đồng so với mức giá bán niêm yết. Để giúp các bạn xem tiếp với những thông tin tham khảo cùng mua sắm, chúng tôi sẽ cập nhật ngay giá Yamaha Exciter 1/50/2010 mới nhất ở đầu tháng 10 năm 2010 như sau. Yamaha Exciter 1/50/2010 phiên bản RC trắng đỏ, mức giá đề xuất là 47 triệu đồng, giá bán đại lý là 46.500.000 đồng. Yamaha Exciter 1/50/2010 phiên bản RC màu cam, mức giá đề xuất là 47 triệu đồng, giá bán đại lý là 46.500.000 đồng. Yamaha Exciter 1/50/2010 cái bản RC đen xám, mức giá đề xuất là 47 triệu đồng, giá bán đại lý là 47 triệu đồng. Yamaha Exciter 1/50/2010 cái bản RC đỏ nhám, mức giá đề xuất là 47 triệu đồng, giá bán đại lý là 46 triệu đồng. Yamaha Exciter 1/50/2010 cái bản CB, mức giá đề xuất là 47.500.000 đồng, giá bán đại lý là 47 triệu đồng. Yamaha Exciter 1/50/2010 phiên bản Mobistar, mức giá bán đề xuất là 48 triệu đồng, giá bán đại lý là 47.400.000 đồng. Yamaha Exciter 1/50/2010 cái bản kỷ niệm 2 năm, mức giá đề xuất là 48 triệu đồng, giá bán đại lý là 47.200.000 đồng. Yamaha Exciter 1/50/2010 phiên bản đặc biệt Dust and Dawn, mức giá đề xuất là 48 triệu đồng, giá bán đại lý là 47.800.000 đồng. Yamaha Exciter 1/50/2010 cái bản Monster Energy, mức giá đề xuất là 49 triệu đồng, giá bán đại lý là 47.200.000 đồng. Yamaha Exciter 1/50/2010 phiên bản Duxo mới nhất thì mức giá bán đề xuất là 48 triệu đồng, giá bán đại lý là 48 triệu đồng. Lưu ý giá xe thực tế còn tùy thuộc vào từng lý và từng bán xe. Cảm ơn các bạn đã đến này để tiếp nhớ like và subscribe.